Đại đạo Tam Kỳ Vô Độ, năm thứ 31, Hội Thánh dưới quyền ủng hộ của Đức Chúa Tông Nguyễn Ngọc Tương, bài thuyết đạo số 1, Tôn chỉ Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Chư hiền nam nữ, hôm nay ngày 15 tháng 10, năm Bính Thân, chúng ta trong toàn đạo ai cũng tưởng nhớ đến ngày kỷ niệm khai đạo, dù xa dù gần. Bổn đạo đều tề tụ về thánh thất sở tại hay ở hội thánh để hiến lễ Đức Chí Tôn, tỏ lòng tin tưởng đạo trời trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này. Đây cũng là một dịp ôn lại tôn chỉ của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đúng theo chân truyền Đức Chí Tôn giảng dạy. Vậy để đánh dấu ngày kỷ niệm khai đạo năm thứ 31, bước sang năm thứ 32, hội thánh ban hành bài tôn chỉ Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ này cho toàn đạo hiểu rõ các lý thuyết căn bản về đại đạo. Nền Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai tại nước Việt Nam đã hơn 31 năm nay, có đủ gương lực pháp, Đức Chúa Tông đã tu hành được đắc đạo là nhờ đi đúng tôn chỉ chân truyền của đại đạo. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã dùng quyền cơ diệu bút khai sáng Đại đạo Tam Kỳ với tôn chỉ là quy nguyên tam giáo, hiệp nhất ngũ chi, thực hành chủ nghĩa thương yêu tràn trề từ người đến vật. Về quy nguyên tam giáo, hiệp nhất ngũ chi, lý do cần phải quy nguyên hiệp nhất tam giáo là Nho, Thích, Đạo. Ngũ chi gồm có Nhân, Thần, Thánh, Tiên, Phật, Đạo. Truy nguyên nguồn cội sự khai sáng tam giáo, ngũ chi, đại đạo, chúng ta thấy rằng về hình thức, các tôn giáo đều có khác nhau là bởi thời đại và hoàn cảnh lập giáo khác nhau. Tôn giáo khai ở thời kỳ nào, ở dân tộc nào thì chịu ảnh hưởng của xã hội, tập quán, phong hóa và tư phương đó. Phần nội dung, giáo lý, tôn giáo nào cũng cốt tìm một con đường cứu khổ cho nhân loại bằng một tình thương không bờ bến giữa loài người. Vậy, tuy khác nhau về hình thức, chớ kỳ trung, các tôn giáo đều đồng một chân lý là chủ nghĩa háo sanh, từ bi bác ái để bảo vệ hạnh phúc cho loài người. Trong Thánh Ngôn Nghiệp Tiễn, Thầy có dạy là gì khi trước càng khôn vô đắc kháng, khôn vô đắc duyệt, thì nhân loại duy có hành đạo nơi tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhân loại đã hiệp đồng, càng khôn chỉ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhân loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhất định quy nguyên phục nhất. Trong thế giới văn minh ngày nay, cảnh năm châu một chợ đưa các tôn giáo đông tây gặp nhau, nhưng vì bị ngăn cách chia rẽ bởi những bức tường hình thức nên phần đông chưa nhận được chân lý duy nhất của tam giáo ngũ chi, do đó sanh ra sự bất đồng, ủy bán nhau. Vì vậy nhân sanh ngày nay thêm phân dân, hoài nghi chân lý của đức của tôn giáo. Đức tin nói chung đối với các giáo lý đại đạo đã bị phai lạc đi rất nhiều, để đưa đến kết quả là nạn tai chiến tranh tăng tốc. Giả lại, tôn giáo là một cơ sở hướng dẫn tinh thần cho nhân loại. Ngày nay vì phương diện vật chất, văn minh, khoa học, thông đồng cùng khắp thế giới, hoạt động rộng rãi trong những phạm vi quốc tế, thế mà tôn giáo đại diện tinh thần loài người vẫn chưa hề gặp nhau trong chân lý đồng nhất của mình là sự yêu sinh đồng loại. Thì thử hỏi, làm sao tôn giáo làm tròn sứ mạng hóa dân di thiện của mình được? Vì các lý do trên, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vốn dĩ đức háo sanh vô tận, đến khai đạo kỳ ba này để quy hiệp tam giáo ngũ chi. Đức Chúa Trời mở Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, quyết xóa bỏ những thành kiến chia rẽ về hình thức tôn giáo. Người cả kiêu nhân loại sớm biết nhìn nhận chân lý có một của đạo, điều chính do người sáng lập để dung hòa nhau mà hành đạo, hầu chung sức xây dựng thế giới đại đồng. Xin đọc lại bài thánh thi dưới đây.
của Đức Chí Tôn để hiểu rõ sự đồng nhất của tôn giáo và lý do của sự hiệp nhất. Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền, vui lòng tu niệm hưởng ân thiên. Đạo màu rưới khắp nơi trần thế, ngàn tuổi muôn tên dự trọn biên. Vũ tòa thới thới trổ thêm hoa, mấy nhánh rồi sao cũng một nhà. Chung hiệp ráng dung nền đạo đức, bền lòng son sắt đến cùng ta. Đường hướng quy hiệp, quy nguyên hiệp nhất. Bởi những nguyên nhân trên, Đức Thượng Đế giống từ trước đã phân thân giáng trần hai các đạo. Nay chính người giáng cơ khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ với tôn chỉ quy nguyên giáo lý của Tam Giáo Ngũ Chi lại thành một. Như thế, để thống nhất tư tưởng và sẽ không gây thêm sự phân vân chia rẽ trong loài người. Đối với đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, các hình thức khác nhau của tôn giáo chỉ là cái lớp màu phụ thuộc của thời gian và không gian mà thôi. Tức là những ảnh hưởng thời đại, xã hội, phong hóa, địa phương. Trái lại, đại đạo chú trọng nêu sáng và dung hòa phần nội dung, tức là chân lý cao siêu của mỗi tôn giáo để công bố phổ thông cho mọi người đều biết, đều hiểu, đều tin tưởng, tượng trưng là đại đạo Tam Kỳ thờ phụng và noi gương các đấng giáo chủ của Tam Giáo Ngũ Chi, Đức Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Gia Tô. Nội dung giáo lý của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là hóa hợp các phần tinh túy của các giáo lý đã có, như là dạy tam can ngũ thường, thiết trung dung của đạo Nho, dạy lẽ công bình bác ái, gương thọ khổ của Đức Gia Tô, luyện tam bộ ngũ hành của đạo Tiên, dạy tam quy ngũ giới, tứ diệu đề, đạo bát chánh của đạo Phật, dạy quy tam giáo hiệp ngũ chi của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có nghĩa là tôn sùng tất cả các vị giáo chủ, hóa hợp tất cả các tinh túy chân truyền của các tôn giáo đã có. Người tín đồ chân chánh của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ lấy sự thương yêu gây thiêng liêng kết thành chung một khối, hóa hợp mọi bất đồng để đi đến mục đích chân lý đại đồng. Thiện chí của chúng ta là xây đắp con đường liên lạc tinh thần đạo đức để các tôn giáo tìm hiểu nhau, chung hòa lẫn nhau trong sứ mạng độ đời. Ngày nào các vị giáo sĩ, đạo sĩ, tăng già, nho giáo đồng nhìn nhận nhau theo những lẽ trên, tức là ngày thành tựu cơ quy nguyên hiệp nhất của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Sự quy nguyên hiệp nhất cũng được chứng minh trong phương châm hành đạo của người tu theo đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Phương châm đó là tuần tự nhi tiến, đi từ thấp đến cao, từ chỗ dễ đến chỗ khó, gồm từ nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Trước hết là ra phần nhân đạo, tùng khổ, nghĩa là lo tu tâm, sửa tánh, trao dồi hạnh đức cho bản thân mình, lo tròn phận sự đối với gia đình, xong tùy theo điều kiện lo thêm phần hữu ích cho bà con thôn lân xã hội. Kế là lo phần thần đạo thắng khổ, nghĩa là lo hóa dân di thiện, khuyến khích chánh nghiệp, việc làm chân chánh, chánh mạng, nghề nghiệp làm ăn chân chánh, để góp phần vào việc trật tự no ấm cho xã hội. Tiếp lo phần thánh đạo thọ khổ, nghĩa là bắt đầu xả thân hành đạo, đi ra các ái, trường trai tiệt dục, khép mình vào khuôn hạnh đạo đức để phổ thông nền đạo. Sau rốt là lo phần tiên đạo và Phật đạo, giải thoát và giải khổ. Sau khi đã có công quả âm chất xứng đáng, mới lo đến việc tịnh luyện để mong đạt sự đắc pháp, siêu thoát linh hồn, hầu cứu rỗi rộng rãi sanh linh trong phạm vi thiên liên quyền diệu. Đại để, việc hành đạo theo đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là lấy việc tu thân, công quả, làm chánh yếu để bước vào việc luyện thành tân pháp, đoạt mục đích cuối cùng là cơ tuyệt khổ. Chính Đức Chiếu Tông Nguyễn Lục Tương đã thực hành một đường lối hành đạo theo phương châm nói trên
và đã đi đến chỗ thành công đắc quả. Thực hành chủ nghĩa yêu thương. Điểm thứ hai của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là thực hành chủ nghĩa từ bi bác ái, yêu thương tràn trề từ người đến vật. Bài Thánh Giáo, bài Y Thương Yêu dưới đây do Đức Đại Từ Phụ Giáng Cơ dạy rõ nó hết cái ý nghĩa. Thầy là cha của sự thương yêu, bởi sự thương yêu mới tạo thành thế giới và sanh sản các con. Vậy các con sản xuất nơi sự thương yêu là cơ thể của sự thương yêu đó. Sự thương yêu là giềng bảo sanh của càn khôn thế giới, bởi sự thương yêu mà dạng loài hòa bình, càn khôn an tịnh. Đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau, không thù nghịch lẫn nhau mới không tàn hại nhau, không tàn hại nhau mới giữ bền cơ sinh hóa. Kẻ nghịch của cơ sinh hóa là quỷ dương, là tai diệt hóa. Cũng như có sống của thầy, ắt có chết của quỷ dương. Quỷ dương xúi dục sự ghét mà tàn hại các con. Vì ghét nhau, dạng loại mới khi nhau. Vì ghét nhau, dạng loại mới nghịch nhau. Vì ghét nhau, dạng loại mới tàn hại lẫn nhau. Mà tàn hại lẫn nhau thì là cơ diệt thế. Vậy thầy cấm các con, từ nay chí không đủ sức thương yêu nhau thì cũng chẳng đặng phép ghét nhau, nghe à. Căn cứ theo bài Thánh Giáo trên đây, chúng ta thấy rõ Đại Từ Phụ dạy rằng thầy là trời, là cha chung của tất cả chúng sanh. Thầy vốn là sự thương yêu. Do sự thương yêu đó mà có chúng ta, do sự thương yêu mà bảo toàn thế giới. Sự thương yêu đã gây dựng sự sống. Sự ghét là sự hủy diệt sự sống, là nguyên nhân của mọi tai nạn, khốn khổ. Cuối cùng, thầy nghiêm dạy chúng ta chỉ được phép thương yêu nhau mà chẳng được phép ghét nhau. Tóm lại, sự thương yêu đưa nhân loại từ chỗ chia rẽ, đấu tranh, tương tàn đến chỗ hiểu nhau, tin nhau và hiệp tương trợ nhau, đồng tình cùng nhau xây dựng một cuộc sống chân hạnh phúc. Vậy trong cuối hạ ngương này, tôn chỉ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ với chủ nghĩa yêu thương và quy hiệp tam giáo ngũ chi là phương cứu độ nhân sanh để chuyển qua đời thượng ngân thánh đức, hưởng cảnh tiệt khổ đại đồng. Làm thế nào để đi đúng tôn chỉ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ? Như đã trình bày, tôn chỉ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ có hai điểm chánh là quy tam giáo hiệp ngũ chi, thực hành chủ nghĩa từ bi bác ái, yêu thương đồng loại. Tôn chỉ của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ được Đức Ngực Hoàng Thượng Đế và chư Phật Tiên Thánh Thần giảng dạy bằng huyền diệu cơ bút và được soạn ghi vào trong các quyển Thánh Ngôn Nghiệp Tuyển, Pháp Chánh Truyền, Chánh Văn, Tăng Luật, Nghi Tiết Đại Đàn, Kinh Cúng Tứ Thời. Sau này, căn cứ vào các kinh lực chân truyền vừa kể trên, Đức Giáo Tông và Hội Thánh soạn thêm quyển Châu Tri Chỉnh Đạo, quyển Nội Lực Thánh Thất. Riêng phần Đức Lý Giáo Tông đã dạy nhiều trong Tiên Ngôn rất nhiệm màu. Hội Thánh soạn in trong quyển Tiên Ngôn Dạy Đạo. Trên đây tất cả là những kinh lực quý báu, hàm xúc rất đầy đủ tôn chỉ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Chúng ta phải biết rằng là hết lòng tin tưởng, tín ngưỡng tìm hiểu và thực hành theo đó. Đức Giáo Tông là người đầu tiên thực hành luật pháp của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ được thành công trọn vẹn. Người đã chứng minh trước nhân sanh, giá trị và quyền diệu cao siêu của tôn chỉ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Kết lại, tôn chỉ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ vốn không phải là một triết lý riêng của người trong bổn đạo, mà vốn là kết quả tinh thần muốn sống tồn tại của toàn thể nhân sanh. Với việc quy tam giáo hiệp ngũ chi, đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã dung hòa được các mối bất đồng về tinh thần, tín ngưỡng của nhân sanh. Với chủ nghĩa yêu thương, khuyên tất cả chúng sanh biết nhìn nhận mình là anh em, con chung của một đấng cha trời. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã dung hòa được các mối bất đồng về vật chất,
quyền lợi, màu da, sắc tóc của mọi người. Cả hai điểm chánh của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đều nhằm vào việc mưu cầu hạnh phúc và tiệt khổ cho nhân sanh. Vậy tôn chỉ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nhu cầu cần thiết cho nhân loại ngày nay. Chúng ta là những đứa con đến trước với đại tự phụ. Bổn phận của chúng ta là phải ôn nhường tôn chỉ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong tâm não của mình, để mà tận tâm tận lực lo thi thố thế nào cho có đủ gương mẫu là một người đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Kính chào và chúc lành tất cả chư hiền lưỡng phái.